Chứ không biết nói sao. Vậy dụ mãi mới đi hát chung một cái. Đây đây, thôi xin quý vị cho một tràng pháo tay to. Nào ca sĩ Tu Trấn Phong. Trời. Xin cảm ơn quý vị và cũng xin kính chào quý vị. Wow, xóm nhà lá nào. I love you too. Và cũng xin trước khi Phong nói cái câu kế tiếp, Khánh Hà cũng xin cảm ơn mẹ chồng của Khánh Hà đó, có đi xem bữa này, có đi dự bữa này đó, mẹ của Tô Trân Phong. Hôm nay là ngày đặc biệt đó. Hôm nay là ngày đặc biệt nên mẹ đi coi hai đứa con cưng. Bây giờ đó thì cũng khán giả muốn biết tại sao mà Phong trở lại sân khấu sau 30 năm mà chưa hề hát live nhiều như hôm nay. Vì dụ, dụ quá. Nói tại sao không trở lại, có nghĩa là không phải trở lại nữa, đây cũng là gần như bắt đầu. Là vì mỗi lần nó ca ké đối với gia đình của Khánh Hà, ca một bài solo và một bài song ca, là chính giờ có một bài rưỡi thôi, mà cả đời từ 30 năm nay cứ làm như thế. Dụ khí. Đây là câu Hà nói nha, sự thật. Phong ơi, Phong có biết là Hà có thể ca được bao nhiêu lâu nữa. Cho nên mình nghe mình mũi lòng quá, phải không quý vị? Mình nói thật nha, thí dụ bây giờ bà xã của anh tới nói một cái câu như vậy, anh trả lời làm sao? Sao cũng được, em muốn gì anh cho hết. Ôi giời. mà sự thật là vậy. Phong nói thật, Phong đã bỏ ca rất là lâu. Thứ nhất. Thứ hai, Phong không phải là người ca sĩ ca live thông thường. Cho nên như Hà nói, Phong có mệnh danh là ca sĩ hai bài. Hay là một bài rưỡi, một bài song ca và một bài solo. Cho nên khi mà Phong chấp nhận được Phong đi về ca chung với Hà, có nghĩa là Phong phải ca nhiều hơn là hai bài hay là một bài rưỡi. Thành ra cái đó là cái mà điều mà nó làm cho Phong rất là lo lắng. Cũng đau tim. Chứ còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ bà xã bà nói như vậy thì mình phải chấp nhận. Mình nói ok. Mình nói chuyện ở đây thì Phong sẽ nói, mình phải hỏi Hà nha. Tại vì chung quy là cái show này cũng là cái show cuối cùng trong cái sự hứa với Hà. Không. Thì Phong hỏi. Ok, câu hỏi nha. Em hài lòng chưa? cũng hài lòng nhưng mà sao? Nhưng mà chưa đủ. Là vì á, quý vị vẫn còn thương Khánh Hà và Tô Trấn Phong. Thành ra mình không thể nào bỏ được hết. Xin cảm ơn quý vị. Thôi bây giờ mình bắt đầu bài hát song ca nhá. Cũng... Và bài hát đầu tiên Phong và Khánh Hà xin gửi đến cho quý vị là bài hát Phong thường ca với lại Lưu Bích. Nhưng mà Lưu Bích không rất có tiếc ở đây. Không có ở đây, cho nên xin mời chị của Lưu Bích ca dùng. Thế. Cả thế. Xin mời quý vị nghe bài hát Dĩ Vãng Nhạt Nhòa. Xin lỗi quý vị nha. Là vì thấy vui quá này, vui quá thì quên cả đi thay quần áo. Quý vị có thấy kỳ không? Cảm ơn quý vị nha. Cái này là thật sự đó. Còn chưa còn cái nơ đằng sau đây nữa. Một mình mà biết vắt một người phái nữ nào vô thì cái đã help được. Trời ơi, sao Phong dở vậy kìa. Đó. Ôi xin. Yes, please.
Trời ơi. Hôm nay Khánh Hà chọn rất là bài, chọn rất nhiều bài mà có bài quen có, nhưng mà bài này quý vị biết không? Không biết hả? Đó, ông này lại phá tôi nữa nha. Ông anh của Tổ Trên Phòng nói vua phá. Mông mếch cả moa hả? Hôm nọ hát, có hát nhưng mà không ai biết. Ca sĩ thích nhất là khi mình hát, quý vị đều biết là hát theo, không hát theo ít nhất cũng biết bài và thích cái bài đó. Mông mếch cả moa không ai biết. Vừa hát xong rồi. Hả? Sang ngang đi. Bây giờ nếu có lời thì cho mình bài sang ngang đi. Hôm nay thôi, trước khi mà ca bài sang ngang, Khánh Hà xin ca bài một bài rất là quen thuộc và tiếng Pháp nha, mà vui nhộn mà rất là nổi tiếng, ai hay cũng phải biết, đó là bài Besame Mucho. Em có say không? Tôi ghi quá. Không sao được, để check cái chai rượu đó. Là vì á, em rất là hơi nhát nhát, mà hôm nay la làng quá. Nắng có con sơn mà ban nhạc có đánh hay không là một chuyện khác. Là nhưng mà để có nắng có con sơn, mà bây giờ có phải mùa xuân chưa? Sắp tới thì cứ hát cho sắp tới. Mà ban nhạc đâu có đánh bài đó đâu, rất khó hả? Nắng có con sơn á hả? Đánh sai là dáng chịu nha quý vị. Để con có nhớ lời, để con mới vô. Quên thì Khánh Hà dáng chịu. Ok. Có bài hay không? Bài đó đánh khó đó. Không có bài thì mà đánh đại thì nghe có sợ không? Là nhạc đi đằng nhạc mà Khánh Hà đi đường Khánh Hà. Hả? Anh đây quên mùa thu hả? Mùa hè đẹp nhất. Señorita. Sao bây giờ là nhất định đi cái bài nào nữa? Sang ngang đi, bây giờ làm ơn có bài sang ngang cho mình để mình nghỉ liếc sơ, chúng tôi quên lời nãy giờ có một hai bài đó, xin lỗi quý vị nhé, vì thăng quá nó cũng quên nữa mới khổ. Bài về xưa về nó thuộc lầu như vậy mà lại cũng quên chút xíu là vì hăng à, mà ngân lâu hay là hát cao á, để cho quý vị quên những lúc Khánh Hà quên lời, vì khi mà lắm nhiều bài mà lâu quá không hát. Tô Chiến Phong lên để cứu bồ cho Khánh Hà. Cảm ơn anh nhá. Nói giỡn với anh chứ mà thường thường là you and me không. Trời. Ok, cưng xuống nghỉ một chút xíu nên trở lại. Ok, nãy giờ ca nhiều rồi. Đuổi tôi đấy à? Bài hát này nói sao ta? Thường thường á, khi mà mình làm băng nhạc á, mình thâu xong mình cảm thấy như mình thấy cái bài này, cái bài này có thể là thành công, hoặc là đôi lúc mình thâu xong cái bài hát mình nói bài này không có sure lắm. Thì nếu mà cái bài mà mình không có sure lắm á, thì thường thường á, lúc mà mình xếp bài ở trong cái đĩa nhạc á, mình nhét nó ra đằng sau để lỡ mà người ta nghe mình tới cái bài số 8, số 9 rồi chắc là ớn rồi, ta không muốn nghe nữa thì thôi quên cái bài đó đi. Hoặc là 10 ca sĩ thật sự là rất là thiếu kinh nghiệm, tại vì Phong không có ca live trên sân khấu nhiều, cho nên cái chuyến đi này của Phong đi về cái chuyến xuyên Việt này đó để ca chung với Khánh Hà thì gia đình rất là lo lắng. Nói thật lo lắm. Ừ, cảm ơn hết sảy nghe rồi. Thì rất là nhiều người trong gia đình gọi tới góp ý kiến. Thí dụ như anh Tuấn Ngọc anh nói là Phong ơi, được, đừng có lo, không sao đâu, just be yourself. Phong nghe mình thấy vậy là chắc là anh thấy mình lên sân khấu rồi, chắc mình ca được lắm phải không? Be yourself, yeah, ok, good. Nhưng mà chưa xong, vừa nói xong anh quay lại nói, nhưng mà Phong ơi, phải tự tin một chút.
Vậy vậy làm sao? Vậy là mình be yourself hay là mình tự tin? Ai, khổ ghê đó. Nhưng mà Phong nói thật, mỗi lần mà Phong lên ca, Phong ca một chương trình thì mình tích góp được một chút xíu kinh nghiệm. Thành ra nhiều lúc bây giờ Phong đứng lên trên sân khấu, Phong có thể nói được thêm nhiều hơn vài câu, thay vì hồi xưa mỗi lần lên sân khấu là bài tiếp là như vậy, bài tiếp như kia. Cho nên cũng xin cảm ơn quý vị đã có mặt đêm nay để mà chung vui với Phong và Khánh Hà, để Phong tích góp nhiều kinh nghiệm hơn chút xíu để mà công hiến đến cho quý vị nghe. I love you too, baby. Even though you're a man. It's okay. No discrimination. Khi mà Phong về Việt Nam lần đầu tiên đi giúp sức cho Khánh Hà, tại vì Khánh Hà về Việt Nam ca cái show đầu tiên hình như là chắc cũng phải 20 năm trước. Lúc đó Phong về, Phong mới... thì mình đâu có biết là Tô Chính Phong ở Việt Nam có ai biết đâu, biết không. Thành ra hôm đó Phong đi vô bị bệnh, ra mọi người bạn nói là ok đi vô trong cái sauna, cái bên đó là gọi là phòng tắm hơi để mà cho giúp cho nó bớt cái bệnh cảm của Phong. Thì vô, Phong vô trong đó thì Phong đang thay quần áo, thì ngay bên cạnh tự nhiên có một cái ông chú cũng lớn tuổi rồi, quen. Ê, cậu có phải là Tô Chính Phong không? Mình cũng ngạc nhiên, tại mình đâu có biết là ai biết mình ở đây. Mình mới về Việt Nam lần đầu tiên à. Thì mình cũng quay lại nói dạ. Dạ vâng, đúng. Này, cậu nghe nè. Mở cái telephone của nó bấm nè. Cái nhạc của ông ở trong cái ring bell, cái ringtone của ông là yêu một người cũng vừa. Ông cũng lớn tuổi rồi. Ông đứng ông nhổm nhảy yêu một người. Dễ thương hết gà luôn. Và xin và cũng nhờ như vậy là Phong mới biết cái bài Yêu Một Người là cũng được mọi người hưởng ứng ở Việt Nam. Cho nên bài này Phong xin gửi tới cái ông chú ở phòng tắm hơi đó, cho Phong biết là cái bài này có tiếng. Xin cảm ơn bà xã cho cái lời bè đó. Lắng nghe bè hồi nãy mà quý vị đâu có thấy đâu. Rất là hay luôn. Việt Nam ta hòa nhưng mà đây không có người bè thôi, Khánh Hà đành. Thì cũng trước khi Khánh Hà hát vài bài song ca với lại đến với quý vị, thì Khánh Hà cũng xin cảm ơn ban tổ chức, đó là anh ca sĩ Đình Bảo và cái group của anh. Âm thanh rất là hay, đèn cũng đẹp, khung cảnh quá đẹp. Cảm ơn Đình Bảo rất nhiều. Yes, Đình Bảo. Số 1. Và cũng xin cảm ơn quý vị luôn. Số 1 luôn. Bây giờ mình để Tranh Hà thổ lộ với quý vị là một cái chuyện riêng tư. Mà hình như mình nói ở Việt Nam rồi. Ok, nói lại đi, không sao đâu cưng. Tại vì mỗi một nơi là mỗi một cách khác nhau, mà đâu có phải lúc nào ai cũng thâu vào cái gì hết. Livestream á, thì bây giờ Khánh Hà kể cho quý vị tại sao Tô Chính Phong là ca sĩ. Hả? Ờ dạ. Kể đi. Thì là no. Có hay. Công thì mới kể phải không? Không có công sao kể được. Thì quý vị thấy nếu mà Tô Chính Phong, quý vị biết tới ngày hôm nay cũng vì ai, cũng phải có lý do. Thực ra Phong không có phải là mê hát lắm, mà cũng không có nghĩ là một ngày nào đó Phong lên sân khấu như ngày hôm nay. Thì trong cái bài hát mà Khánh Hà sắp hát song ca với Phong đó, thì bài đó cũng là nhạc dịch của Cố Lữ Liên. Thì hát thì Khánh Hà thấy nó có cái cú lữ khách đi trong mưa, rồi mình biết sao bố ơi, sao cái lời hát nó có vẻ là của đàn ông. Thì cái ngà mới thấy anh hai này cứ đi qua lại hát cái gì đó mà thế, cái giọng nghe cũng được. Thôi đi vào đây hát cái bài này chung với tôi được không? Cái phòng ấy cũng được. Hát thì hát, sợ gì ai? Cái xong mới thâu xong thì cứ sợ khán giả không có được hưởng ứng á. Thì cái bài này giấu ở dưới chót của cái cuốn Mưa Một. Tới lúc bốn cũ soạn lại hả? Đó, nhưng mà tới lúc mà phát hành rồi thì cái người
cái người mà bán CD thì họ nói: cô ơi cô, cái cậu mà hát cái bài đó với cô là ai vậy? Chả không thấy để tên, tại mình sợ để tên, không dám để tên luôn. Đó, thế thì thế cái xong xong thì cô nói: dạ Tô Chấn Phong. Thì từ đó mới thành ca sĩ. Cái hát được nửa bài xong mà hát thêm. Đấy quý vị thấy, nếu mà Cánh Hà không có khám phá được thì bây giờ Phong cũng đâu có hát đâu, mà nói thật không có hát. Tôi đánh bây giờ đó nha. Và bắt đầu từ đó đường ca hát của Phong nó bắt đầu. Bắt đầu mà chỉ CD thôi chứ ít. Chỉ CD thôi nha, không có cả live. Quý vị có biết Cánh Hà rất là happy, rất là hạnh phúc khi mà quý vị ủng hộ và thương mến hai vợ chồng. Phải không quý vị, có thương mến hai vợ chồng không? Mình lại tự phụ quá nhỉ. Rồi bây giờ Cánh Hà xin gửi đến quý vị một bài hát của cô Dalida mà... Cái bài này thật sự không có trong ở chương trình, nhưng mà Hà thích quá chúng ta cứ... Thì quý vị có biết bài Parole không? Đó, thì lúc Cánh Hà hát bao nhiêu năm nay, Tô Chấn Phong còn ở nhà, không có ai nói. Bài này có nói Alain Delon nói, nhưng mà có Alain Delon Việt Nam. Quý vị có biết là bài hát vừa rồi là chấm dứt chương trình của ban Cánh Hà và Tô Chấn Phong. Nhưng mà Phong thấy mọi người có vẻ chưa ai muốn về cả. Bác gọi lại hát lại nữa hả? Thôi, mình cống hiến thêm vài bài nữa nhé. Thí dụ như thế, còn hai nhiều... người đâu có... No, không hai người, một người thôi cũng được. Phong tròn bổn phận rồi. Ok, rồi. Okay. Thì cũng được đấy, quý vị nghe một bài nữa rồi đi về ngủ ngon nhá. Thế nhưng hồi nãy có ai hỏi bài Biển Cạn kìa phải không? Biển Cạn nữa chứ. Hôm nọ mình hả? Tới ăn chả giò của cô yêu cầu Biển Cạn. Được mời tới và bữa nay cũng ủng hộ. Quý vị có muốn nghe một bài đó thôi rồi với I Will Survive, một bài Biển Cạn thôi. Hai bài hôm nay lâu lắm rồi Cánh Hà mới hát nhiều như hôm nay, mà ông trời thương, cảm ơn đã hát được nhiều bài như vậy.